doanh nghiệp ấy, và bọn tôi cảm thấy nó rất là ngại. Với kỳ vọng giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm tới hơn 95% số lượng doanh nghiệp của Việt Nam vươn lên, luật này đã ghi nhận những điểm nghẽn như nguồn vốn, công nghệ, thủ tục và có giải pháp cơ chế tháo gỡ. Thế nhưng trên thực tế, hầu như luật chưa triển khai được do quy định pháp lý chưa đầy đủ hoặc là mới được ban hành. Đồng thời, nhiều địa phương chưa bố trí kinh phí để hỗ trợ các doanh nghiệp. Trên văn bản giấy tờ tốt nhưng mà không có người thực thi, và bản thân những doanh nghiệp hoặc là những hộ kinh doanh cá thể người ta cũng không biết đến những cái thông tin đấy. Thì nó cũng chỉ là ở trên giấy tờ thôi, còn thực tế thì luật nó không đi vào cuộc sống thì cũng hướng dẫn không đi vào cuộc sống thì cũng không giải quyết được cái vấn đề gì cả. Nếu những chính sách đã được ban hành thực thi tốt, chắc chắn sẽ tháo gỡ được những điểm nghẽn trong